Chỉ Jisoo, Rose, bạn trai tin đồn cũng tới cổ vũ Lisa Blackpink tại Paris. Màn trình diễn của Lisa Blackpink tại Paris đang là đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Sau khi kết thúc đêm diễn đầu tiên, mức độ quan tâm của công chúng càng tăng cao kéo theo loạt ý kiến trái chiều. Rạng sáng ngày 29 tháng 9, theo giờ Việt Nam, Lisa hoàn thành đêm diễn đầu tiên tại Crazy House Paris. Theo phía câu lạc bộ, đã có hơn 50.000 người cạnh tranh để giành 1.000 tấm vé tới xem buổi diễn của em cút Blackpink. Jisoo và Rose được bắt gặp tới địa điểm trình diễn để cổ vũ Lisa sau khi hoàn thành lịch trình tại tuần lễ thời trang. Bên cạnh đó, dàn khách mời VIP của ca sĩ Rosalía, Austin Butler, Hannah In và gia đình bạn trai tin đồn của Lisa, Frederick Arnold cũng có mặt ở Crazy House để xem màn biểu diễn. Theo khán giả ở buổi diễn, Lisa đã trình diễn muốn ca khúc solo bên cạnh màn kết hợp vũ đạo cùng các khu công tại đây. Xuyên suốt màn trình diễn, cô đã liên tục thay đổi kiểu tóc và mặc tới 6 bộ trang phục với kiểu thiết kế khác nhau. Kể từ khi xác nhận biểu diễn ở Crazy House, Lisa liên tục nhận về phản ứng trái chiều. Bởi sau lời giải thích rằng là nơi phụ nữ nói lên tự do, nhưng kiều hãnh, Crazy House bị cư dân mạng quốc tế dè bỉu và chỉ trích vì cho giá thực chất. Đây chỉ là nơi hạ thấp phụ nữ bằng các màn trình diễn nhạy cảm. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa liên quan đến em út Blackpink và Crazy House được tìm kiếm rộng rãi nhiều ý kiến khác nhau. Đa số cư dân mạng tỏ ra thất vọng vì màn biểu diễn táo bạo của Lisa, nhưng cũng không ít người hâm mộ lên tiếng tôn trọng quyết định của cô. Lisa sẽ còn 4 đêm diễn nữa kéo dài đến ngày 30 tháng 9, đặc biệt, 2 đêm cuối cùng không được bán vé công khai. Nhiều người tỏ ra quan ngại về trang phục và danh sách biểu diễn của cô có thay đổi lớn hơn đêm diễn đầu tiên hay không.